Rồi, hello, xin chào anh em quay lại với kênh Phong Dụng Cụ Nhật Rồi hôm nay là mình giới thiệu cho anh em mấy món đồ dụng cụ thông dụng trong sửa chữa ô tô xe máy trang thiết bị sửa chữa trang thiết bị bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị nhà xưởng này kia hôm bữa là mình giới thiệu sơ một số sản phẩm rồi về kìm rồi lục giá lục giác rồi là mỏ lết rồi rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sẽ bộ cà lê tiếp cần tự động và những cái lục giác những cây bộ lục giác dùng trong dùng cho máy bán vít nó dùng cái chui lục giác nó súng 6.35 cái súng bằng vít bằng pin đó và cà lê cần tự động và một số cái tô vít rồi nó hít 500 thì thông thường như bữa mình đã giới thiệu thì ngồi bây giờ mình giới thiệu những cái nhà mà những cái mà thông dụng nhất nhưng mà hàng của mình là hàng của Nhật Đó. có cái là được cái là đắt tiền anh em để <laughs> rồi không làm mất thời gian của anh em nữa thứ nhất bây giờ mình sẽ giới thiệu từng món cho anh em và giá cả mình soi kỹ kỹ cho anh em coi cái sản phẩm luôn Đấy đây là cái cây nảy à, cây nảy mấy nảy cái con vít nhựa mấy cái vít tấp lô rồi đó. vít gài với mã số của nó là nô no 9136 đó. đây là nó lại đường mở của nó là tới 10 ly chiều cong của nó là 22 nó có gì rất là rõ này, nó lại này những cái con vít như thế này đây Made Japan trên bao bì trên thân thân của nó luôn có Japan này nó được lót một cái miếng dạng như nhựa nhựa ở đây này bọc một miếng nhựa để để mình khi mình mình nạy ra đỡ bị chày bị đỡ bị chày nó sợ bộ cây này nó cũng thông dụng rồi anh em chắc cũng xài nhiều nhưng mà các cái hàng của Nhật thì nó giá thành nó cao thôi đó 322 ngàn một cây tất cả giá mình hiện tại nên mình bán báo trên này công bố trên là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em lưu ý rồi cây thứ hai là cây hít 500 cây 500 hít ốc với giá cây này là 282.000 một cây cây này dài tổng chiều dài của nó đây nó có ghi tổng chiều dài của nó nửa mét đó. đó với mở mã số của nó là nô no 401 Khả năng hít của nó là tới 700 gram. Đó. Và nó có thể bể cong được cái đầu. Đây, đầu 500 của nó đây. Đó. Có thể uống cong, bể cong, mấy góc hẹp. Thì hút hết những cái con ốc rơi, ốc rớt nằm phía trong kẻ mà mình không thể nào lấy ra được. Đó. Mình không tay dùng tay được. là Anex No 401. Giá là 282 ngàn. rồi nó kèm theo là bây giờ mình có cái cây tô vít dùng vít rất là nhiều nhưng mà bây giờ mình giới thiệu trước cái cây tô vít hai đầu mã số là nô no 3970 giá của cây này là 187 ngàn cây tô vít này hai đầu cán là cán cao su số... nhựa đàn hồi nhựa đàn hồi một đầu là cộng 2, đầu pH2 một đầu là trừ 6. Và cái cây vít này có thể mình gắn được cái súng bằng vít này sẵn gắn vào cái súng bằng vít. Một số dòng tôi vít thì nó sẽ không có cái quen này để mình gài, chỉ lúc vô thôi. Nhưng mà này nó có gài vô cái súng bằng vít. Đây, một đầu cộng 2 và đầu trừ 6. Anex. Anex made in Japan. Đây, mã của nó đây. Nano 3970 Rồi Thì trong uh, sửa chữa này kia thì có nó có thường có những cái ống dầu Cái này là mở ống dầu Đó, Đút vô ống dầu rồi đưa vào trong cái con ốc mình vặn Thì cái cây này là nó có hai size 8 và 10 Của Asahi Tool Japan Dòng này thì mấy dòng này nội địa Nhật cho nên nó không để là mắt in Japan. Thương hiệu này, ACHI. 80 giá cây này là 9 000 một cây. Đối với cây 10, 11. Hai size 10, 11 cũng là 189.000 một cây. Cây 10, 12. 194.000 một cây cây 11, 13 Cho anh em cứ thấy cây nào mà hợp lý với hợp mình hay dùng thì mình có thể mua một cây đó 11, 13 Giá là 210 000 một cây 12, 14 Giá cũng 210 000 một cây Và cây lớn nhất của mình của hãng là cây Asahi là 14, 17 256 000 một cây Cà lê mỡ dầu đó, thì đây là một số cái dòng mà lục giác mà khi dùng là mình dùng cho súng vặn vít Đó, cái chui 635 thì thằng này nó có mình có thể chọn những cái bộ nào mà phù hợp với công việc của mình mình hay dùng thì mình dùng thì nó hay như hai dòng này thì nó khác nhau về cái chiều dài thôi khác nhau chiều dài thì về với giá thành nó khác nhau thôi Đó. thì nó cũng là từ lục giác bi đầu bi 3 4 5 6 8 Thằng này cũng 3, 4, 5, 6, 8. Dài 150 và này dài 100. Giá thằng dài 100. Nó có mã nha. Anh em để ý mã nè. ACBP5-100. Mã của nó 454 ngàn. Chui chui lục giác. Nó có phân biệt màu. Cái bộ thứ hai là ACBP5-150 là chiều dài của nó 150. Nó cũng là chui 635. 1 phần 4 in. Đó, 684 ngàn. Một bộ. Rồi nếu mà mình như bộ lục giá thường thì mình có dòng ngắn nhiều đầu nó từ 1.5 cho tới 10 để gắn súng vòng vít đó, hoặc là mình gắn cái chui cái tay cây tô vít cũng được đó, từ 1.5 cho tới uh, 10 và dài của nó là 65mm chiều dài model của nó là ACHX9 gạch 65L đó. là chiều dài của nó là 65 9 cây giá của này là 643 ngàn nó có màu sắc đồng bằng này, của anh này của anh thì yên tâm rồi ai đã xả anh cho thì biết rồi thì đó là lục giác thường với lục giác bông lục giác bi đây là bộ lục giác bông lục giác sao sao lỗ đây cái hình sao lỗ nó từ 10 t, t 10 cho t tới tới t 30 nó t 10 cho tới t 30 và cây này chiều dài của nó là 65 mm và bộ này là dài của nó là 150 mm thì mình chọn cái bộ nào cho nó phù hợp thôi cho anh em sử dụng. Với giá của bộ ngắn là 589.000. Ngắn ACTX5 gạch 65L. Giá là 589.000. ACTX5 gạch 150L. Giá là 803.000 đó. Nó có mã số của hạ của model này cái này là model cái mã sản phẩm của nó mình đọc đọc cái mã luôn đây thông tin của nó à anh nói tool com gb này có website hết đây đây thông tin của nó rồi thì mình giới thiệu qua cái uh, một số dòng cực kỳ là gọi là thông dụng nhưng mà giá thành thì anh em thì hàng nhật thì anh em biết rồi giá thì nó phải rác lắm rất là cao nhưng mà nó giá hàng tốt thì nó giá nó phải cao là điều đương nhiên rồi rồi mình giới thiệu cho anh em bộ lục bộ tiếp 1 một, một phần hai in hiệu FPC Đây, FPC của Nhật Đây, bộ như vậy là 10 cục từ 10 tới 27 loại lục giác đó với giá bộ này là 1 triệu 621 ngàn đó. đây khui thử cho anh em một cái một cái đầu cây, lớn đi nó đi thèm kèm theo là ừ. đây FPC 27 nó như những con ốc mà hệ in thì 1 phần 16 in này nó tương đương với con 1 phòng 16 in thì nó con ốc mà hệ in này nó dùng được nha Không, một số con nó trùng trùng với cái số made in Japan này với thép là thép CRMO đó. Cái cục lớn này nó để là made in ban còn mấy cục nhỏ thì nhiều khi nó không để. này mấy cục nhỏ thì nó để ra ban thôi. Cái cục 17 thì nó để ra ban thôi, tiêu chuẩn của nó. Đó. Nhìn chất liệu thép của nó nhìn thật đã. Có hàng Nhật có khác. Một cây okay, 8 này. Hay 10 nhỏ nhất là 10 10 mm một bộ như này là 1 một triệu 1 một triệu 621 ngàn một bộ tiếp 1 phần 2 in lục giác rồi hay là cần tự động Đó, anh em hay 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 dùng cần tự động nhưng mà cần tự động của này là dòng light tool là dòng siêu nhẹ nó sẽ cắt bỏ những cái phần dư thừa hoặc là giảm bớt trọng lượng để khi sử dụng trong công cái, cái cái tần suất công việc rất là nhiều. Đó. Đây. Nhìn sơ bộ thì nó cũng là cái cần tự động là mình mở cho nhanh thôi. Cũng trái phải hai chiều. Đó. Thằng này nó nó mạ Chrome rất rất bóng luôn Đây. Mã của nó là LVR 4252. Lai nó bao gồm là 72 bánh răng trong này có nó có 72 bánh răng đó, anh em để nghe thì nó có 72 và một chồng của nó là 72 bánh răng đây mình để là lại tool mã số của nó này còn lại nó không ghi thêm gì nữa Cái nó còn đẩy ra đẩy bi lại 1 triệu 434 ngàn một cây 1 phần 2 in rồi cái cần trượt 1 phần 2 in nghe trượt này đã với cái cần 1 phần 2 in trượt phần 2 1 phần 2 in này giá của nó là 528 ngàn chúng ta chút mình trượt được bay mất tiêu Đấy. chất liệu thép nhìn thấy chất liệu thép nhìn, thấy sướng này. Đây, mã số của nó FPC TH 432 đó, anh em đặt hàng thì ví dụ như anh em muốn thích cái cây nào đặt cái cây nào thì trên cái cây đó mỗi cái hàng sản phẩm nó có một mã số một là anh em chụp hình cái đoạn này hai là anh em đọc cái mã số th gạch 432 là cái mã của cái cây một cái mã nó sẽ ra một cái cây một cái cây sẽ ra một cái mã giống như người mình có cái tên vậy đó cái số vậy đó số chứng minh vậy đó, đó cây này là 500 28 ngàn 1 phần 2 in Rồi tiếp theo là cái cây chữ T Cây chữ T 1 phần 2 in Nó Chiều dài của cái này rồi. Nó tầm khoảng Gần 3, gần 3 tắc Gần 3 tắc mã sản phẩm S H hiệu này FPC này SPT gạch 491 đó là cái mã của cái cây này đó. đây trên này có đầu bi giống như cái đầu vuông của hàng tự động thì cái cây này nó để làm gì nó để gắn vào những cái đầu tiếp 1 phần 2 thay cho những cái cây T thì thay vì mua nhiều mua nhiều cây một cây một size thì bây giờ một cây này mình thay cho đầu các sai còn lại cũng rất là tiện lợi Đấy. rồi đó là 1/2 bây giờ đó là bộ 3/8 thì anh em nào có cần ba 3 bộ 3/8 thì mình sẽ ra dùng tới những con ốc 3 phần8 thì dùng cái cần hoặc là tiếp 3/8 in thì mình có loại là 12 cạnh và có loại 6 cạnh cái một phần bộ 1/2 cũng vậy mình cũng có cũng có cái 6 cạnh thì anh em nào thích 6 cạnh thì có 6 cạnh anh em nào thích 12 cạnh thì có 12 cạnh đây loại này 12 cạnh. Đó, 1 triệu 902 ngàn. Cái này mình nhầm nhầm giá rồi. À, xin lỗi anh em nha. Hai bộ mình nhầm giá bộ này. Đây, cái bộ hồi nãy là bộ tiếp 1 phần 2 in đầu lục giác. Giá 1 triệu 902 ngàn. Bộ lục giác với bộ 12 cạnh bằng giá nhau. Rồi, còn bộ này, bộ 3 phần 8 là 1 triệu 621 ngàn thì nó bao gồm các size từ 8 tới 21 3 phần 8 thì tới 21 thôi Đó. Đây, mình sẽ lấy thử mình lấy một cây cho anh em coi Đây. Đó. Japan FPC mã của nó là 3S gạch 21 nó là cái mã của một thì anh em cứ nó cứ nói là bộ luật giác, bộ tiếp. Bộ tiếp 3/8. as à, hoặc là, là là mình biết. Loại ngắn loại dài thôi. Rồi, tiếp theo là cái cây. Cái cây a à, cần tự động. Tương tự như cái cây 1/2. Nhưng mà nó nhỏ hơn thôi. Về bánh răng nó cũng là 72 cái bánh răng. Đây. Mã số của nó là LVR31 80. giá của nó là 1 triệu 096 ngàn 1 triệu 096 ngàn cây 3 phần 8 siêu nhẹ rồi cái cần trượt của cây 3 phần cần trượt của 3 phần 8 thì nó nhỏ hơn cái 1 phần 2 xíu thôi giá của nó là 426 ngàn mấy cái này mình đi lướt lướt cho anh em cho nó đỡ mất thời gian rồi cái cần chữ T 3 phần 8 là 500 535 ngàn đây, cái cần này thì nó nó nằm tầm là khoảng cỡ 25, 25 2 tấc rưỡi. Cái này khoảng 2 tắc rưỡi. Thì thay vì mình mình chọn nhiều đầu, một đầu một cây thì bây giờ một đầu thôi nhiều, một cây nhiều đầu. Đó. Tiện lợi hơn nhiều. Ở trong thường thường trong gara hay xài. Rồi, đó là những cái bộ tiếp. Bây giờ mình giới thiệu luôn cái bộ này. VXKS336 giá của bộ này là 1 triệu 765 ngàn Đó, đây nó vậy thôi bao gồm của nó là 6 cái đầu lục giác uhm, tiếp đầu đầu dùng đầu là 3 phần 8 in nó kèm theo là một cái cái cây à, để gắn Đó. giới thiệu luôn cho anh em đây từng món đây đầu này đầu 3 phần 8 ừ. Uhm. trên này có đầu bi nha trên này có đầu bi 10mm made in Japan Asahi Chiều dài của này nó khoảng 55 6 Đó. Tổng chiều dài còn 6 6 60mm Cái thứ hai là 8 ly 8 ly Đó. Đều có đầu bi hết nè Đầu bi 8 6 8 6 Mắc chữ Đây là 5 Cũng có đầu bi Cũng là mắt in Japan Rồi 4mm 4mm cũng có đầu bi Mắt in Japan 3 3 cũng có đầu bi đầu bi này để chi đầu bi này để khi mình mở cái con những cái con lục giác mình mở ra là nó không bị rớt con lục giác xuống cái con con ốc lục giác rớt nó rơi rơi ra ngoài nó giữ lại đêm đêm ra ngoài mình lấy ra luôn nó cái cái công nghệ này cho nó mất tiền rồi bộ bộ tiếp lục giác 6 cây 3 từ 3 mm tới, tới 10 mm 1 triệu 765.000 nhưng anh em nào thích hàng nhật thì sẽ có rồi đây. Model SM S0800. Đây có tất cả các size này. 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. Từ 6 cho tới 24. Ừ. Cờ lê. Đây là bộ cờ lê tiêu chuẩn. Hai đầu miệng. Bộ cờ lê hai đầu miệng của ACY nó bao gồm nó một cái giá như vậy gồm 8 cây mình sẽ khui khui đôi cho anh em coi từng cây cho khâu khui vài cây cho anh em coi thôi đó, một bộ như vậy là giá của nó đâu giá của nó là 984 ngàn một bộ như này 984 ngàn đó, bao gồm một cái cây đầu tiên là cây 6 7 một đầu 6 một đầu 7 AC Made in Japan Đó, tiêu chuẩn Z 6 7 tương tự những cây cây khác cũng như vậy mình khu khu một cây nhỏ nhất cho coi được các anh em coi thôi chứ còn còn nó cũng như nhau thôi nó cũng 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 mất in Japan và các sai số thôi một bộ như vậy cũng mất in Japan thôi nó tới 24 là các sai của nó này các sai của nó các cây 6 7 8 9 10 12 11 13 14 17 17 19 21 23 22 24 đó rồi một bộ của nó như vậy là 984 ngàn 984 ngàn hàng mắt in Japan nha Đây. Rồi giới thiệu anh em luôn. Bộ cờ lê màu đen 1011M gạch 1. Bao gồm từ 8 có size từ 8 tới 24 mm. Đó, tiêu chuẩn. Trên bao bì của nó là để mất in Japan. Đây. Hộp của nó đây. Ừ. Đây. Đấy, nguyên một hộp. Nó có các size. 8, 2 đầu miệng, cỡ 2 đầu miệng, vòng miệng. Đấy. Asahi. dòng dòng thông dụng. Rồi mình lấy thử cái cây to nhất để dễ coi. Đây, cây 24 lớn nhất là 24, từ 8 tới 24. à 824 rồi bộ này là giá của nó hồi nãy mình có nói rồi giá của nó là 1 triệu 874 000 với bộ này bộ Đài Loan chính hãng thì nó cũng hơn triệu rồi đó anh em có để ý rồi mình rồi cái bộ đó là bộ thông dụng bộ ra bộ giá thành nó cũng giá mềm nghe còn thứ hai nữa là bộ mã số là 1011 m gạch 1 gạch CL đó, dòng này dòng là Revo đó, mắt in Japan. Giá bộ này là 2 triệu 061 ngàn. bộ này là bộ thì, bộ nó đạt giả, giải thiết kế tốt của năm 2008 đây dòng là dòng siêu nhẹ ha đây anh em để ý. coi nó tất cả các size sơ nhìn cái bao bì không là là thấy thấy là, là giống như da nè bao bì không là, là thấy chất lượng này xài bao giờ cho hư cái bì này đây tên bao bì của nó đây có size 8 tới 24 mm made in Japan cái mã số tiêu chuẩn của nó này đặt cái đặt cái thiết kế tốt năm 2008 về thiết kế à, về thiết kế cái dòng sản phẩm này đây sơ sơ mà anh em coi cái cây 8 này rất là mỏng này mình so sánh với cái cây 8 của cái bộ lúc nãy đây hai cây một cây tám của thằng Rivo với một cây tám của bộ thông thường Ai nhìn là biết rồi về bề dày Đó. nó mỏng hơn nhiều mỏng mỏng hơn đúng không thứ nhất là dài hơn tham mỏng hơn thì siêu nhẹ mà rồi sơ sơ cây mình so cây lớn nhất và cây nhỏ nhất đi nha rồi cây lớn nhất cây 24 mm Asahi made in Japan. Đấy. Rồi so với cây 24 thông thường. Này. Về cái bị dày là nó, 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 nó rất là mỏng hơn rồi. Đấy. Tay cầm rất là mỏng. Không? Và chiều dài của nó. Nó dài hơn một đoạn Đấy. Dài hơn. Tất cả cây nào nó cũng dài hơn hết và nó cái tay cầm về cái về cái về cái cái cái, cái độ dày đó rất là mỏng cho nên rất là nhẹ làm ở tần suất công việc mà nhiều đảm bảo nó không bị mỏi bằng đây là thiết kế thiết kế vát hai đầu vác hai đầu để mình cầm cái vị trí mình cầm cái vị trí mình cầm cái vị trí chịu lực chỗ này cầm không bị bị cắn tay như những dòng bình thường đó, cho nên bộ này nó mất giá thành nó sẽ mất tiền hơn nhiều là 2 triệu 061 nè thì ngoài ra như trong xưởng trong gara trong trạm trong cái, cái, hệ thống hơi khí nén của bên mình thì nó sẽ có những cái bộ bộ khí nén khớp nối nhanh bị hư hỏng cho nó có thể thay đấy giới thiệu với anh em luôn thì cái bộ cái 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 đầu nó đầu đời đầu cái của khí nén Đó, của NKC made in Japan giá một cái cục này 90 000 ngàn dùng cho dây hơi lỗ 8 ly và cái cục 95 000 thì nó sẽ dùng cho dây hơi 10 ly mã số là 23SH cái 8 ly cái 10 ly giá thành trên lịch 5.000 hiện tại mới những, những cái không nói là mình mình đang giá rất là tốt em cho nên mình có thay trong nhà xưởng và ra còn cái bộ mà những cái cụm dây rút mà anh em mà trường rút treo tường tự động thì nó sẽ hư 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 những cái đầu như này thì mình sẽ thay thay những cái đầu ví dụ hư cái đầu mà đầu được thì mình sẽ thay cái đầu được với đường kính của dây nha. đường kính của dây mình đang sử dụng là 6 ly rưỡi lỗ ly 6 ly rưỡi và giỏ là 10 10 ly thì xài được chỉ đút vào và bạn lại thôi giá của cục này 55 cục ngàn cục còn giá cái cục này là 135 000 cục mã số này 22 pb nkc 55 000 mã số 22 sp nkc 135 000 dùng cho đường đời cái đường ống đường lỗ trong là 6.5 và cái đường kính ngoài là 10 Đấy, là anh em xài được cái sọ ống vào những cái cuộn dây rút tự động á, anh em rút ở trên treo tường đó anh em thay được thay bộ nhật xài cho nó xịn rồi thì đây là những cái sản phẩm những cái dụng cụ đồ nghề mà trong trong công ngành sửa chữa bảo dưỡng ô tô xe máy bảo trì các thiết bị xưởng máy móc thiết bị đều phải sử dụng hầu như là rất là thông dụng nhưng hàng của mình là hàng của Nhật cho nên giá thành nó là, rất là... sẽ cao hơn nhiều so với hàng Trung Quốc và cao hơn một ít so với hàng Đài Loan à, anh em cứ nghiên cứu tham khảo anh em cứ cần bộ nào món nào thì có thể mình đặt hàng với bên mình mình sẽ để thông tin đầy đủ trên video và những dòng dòng chữ ở bên trên dưới luôn và trên video mình sẽ để website hết anh em có thể tham khảo từng món từng sản phẩm ngoài ra còn có rất là nhiều sản phẩm ở trên website chuyên về đồ dụng cụ của nhật Đó. thiết bị công nghiệp hay thiết bị nhà xưởng hay thiết bị sửa chữa có rất là nhiều lắp ráp máy móc thiết bị Đó. rồi cảm ơn anh em anh em tham khảo trên website hay có cần tư vấn gì thông tin liên lạc mình sẽ để trên màn hình rồi cảm ơn anh em